Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Sáng sớm ngày hôm nay, giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình mít Indo ruột đỏ buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2024. Tình hình giá mít Indo ruột đỏ sáng sớm ngày hôm nay đảo chiều so với những ngày trước. Những ngày hôm nay, giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái Lan biến động khó đoán. Giá luôn nhảy múa ở thời điểm cận Tết bởi tình hình thu mua của các dựa đầy kho và thu mua trở lại làm giá cả biến động lên xuống liên tục. Giá mít năm nào cũng vậy. Vào những ngày cận Tết, giá thường sụt giảm hơn so với trước đó bởi tình hình trái cây ở các chợ rất nhiều và đụng chợ. Chính vì thế, tình hình giá mít cũng giảm theo. Đây là xu hướng của nhiều năm. Mong tình hình giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái năm nay không giống như những năm trước. Để giá mít có thể tăng cao hơn, cô chú, các anh chị và các bạn cần chú trọng vào mẫu mã, vào chất lượng để giá cả được tốt hơn. Đây là bảng giá mít Indo ruột đỏ sáng sớm ngày hôm nay. Mít loại nhất 8 kg trở lên giá 28.000 đồng 1 kg. Mít loại 2 6 đến 8 kg có giá 18.000 đồng 1 kg. Mít loại 3 có giá 10.000 đồng 1 kg. Giá mít đã quay đầu và giảm sâu. Giá mít này là giá mà thương lái đến vườn của cô chú anh chị để thu mua, và gần hay xa có giá cả chênh lệch khác nhau 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Ngoài ra, giá mít có chênh lệch khác nhau theo từng khu vực, từng vùng miền khác nhau, và vườn mít cô chú anh chị và các bạn ở xa những trục lộ chính hay gần những trục lộ chính, ở xa những chợ, những vựa lớn hay gần những vựa lớn mà giá khác nhau. Ngoài ra, giá mít còn phụ thuộc vào thuận mùa hay nghịch mùa, chợ ở phía Trung Quốc ăn mạnh hay không, xuất khẩu mạnh giá cao hơn. Chính vì thế, giá mít Thái cũng như mít Indo ruột đỏ phụ thuộc rất nhiều yếu tố khách quan. Và giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ, mít loại nhất 8 kg trở lên giá 28.000 đồng 1 kg, mít loại 2 6 đến 8 kg giá 18.000 đồng 1 kg, mít loại 3 có giá 10.000 đồng 1 kg. Đây là giá mít mà thương lái thu mua tại vườn của các cô chú, các anh chị. Giá mít Indo ruột đỏ hôm nay đã quay đầu và giảm sâu hơn so với những ngày trước. Đây là một tín hiệu không vui đối với bà con trồng mít Indo ruột đỏ. Năm nào cũng vậy, cùng kỳ những năm cận Tết như thế này, giá cả của mít Indo ruột đỏ, mít Thái giảm và giảm sâu bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, do thương lái xuất khó hơn, những container kẹt ùn ứ ở cửa khẩu. Giải trí miền Tây mong tình hình giá mít ổn định trở lại và mít tăng tăng nhiều hơn nữa để trở lại với giá mít ở thời điểm đỉnh điểm 95 đến 100.000 đồng một ký, 115.000 đồng một ký, để cô chú các anh chị và các bạn có được thu nhập cao hơn. Giờ đây xin cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.